Chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng máy tính để chỉnh lại cái màu làm sao cho nó không bị lệch. Thì ở đây cái câu hỏi này có rất là nhiều bạn hỏi mà mình chưa có kịp làm. Hôm nay mình mới up lại cái hack lại cái máy, xài được cái Win, xài được cái Mac, và mình sẽ từ giờ quay phim nhìn cái này luôn. Và thôi, quay lại vấn đề chính ha. Thì cái câu hỏi này á, rất nhiều bạn hỏi thì tại sao mà cái màu làm trên máy nó khác, tại sao cái màu làm trên Lightroom nó khác, chuyển qua Photoshop nó lại ra màu khác, lưu trên máy nhìn nó khác, up lên Facebook nhìn nó lại khác, à, nó lạ vậy. Thì bây giờ mình sẽ dẫn làm sao để mà chúng ta quy chuẩn hết nó về lại một định dạng thôi. Đầu tiên là cứ bắt đầu với Lightroom ha, bởi vì có rất nhiều bạn sử dụng Lightroom nhiều và mình cảm thấy cái lỗi này gần như xuất phát bắt đầu từ cái Lightroom. Nhiều trường hợp của các bạn gặp, đa phần sử dụng Lightroom thì hay bị dính ở cái Lightroom này, bởi vì cái chỉnh sửa cái Lightroom này nó hơi kín. Đầu tiên là cái hình các bạn chụp về ha, RAW ha, thì mặc định cái RAW á, thì nó không có là cái định dạng gì hết, nhưng mà mặc định thì khi các bạn edit in Photoshop thì máy nó sẽ, cái Lightroom của các bạn á, nó sẽ áp đặt cho cái hình này là Pro Photo. Đó là cái thiết lập mặc định, bởi vì Pro Photo đây, làm sao để chỉnh lại cái thiết lập mặc định ở đây. Đây, các bạn sẽ vào, các bạn xài Mac á, các bạn có thể vào cái Lightroom này, vào Preference, nhưng mà các bạn xài Win thì các bạn có phải, hình như nó nằm ở menu Edit thì phải. Các bạn Edit á, Edit này, chọn Preference, thì các bạn đầu tiên là cái tab này, mà các bạn sẽ chuyển tới Internal Editing và để ý tới cái phần này, Edit in Adobe Photoshop. Cái bản nào á, thì nó sẽ hiện ở đây, ví dụ như là CS6, như mình là CC chẳng hạn. Thì ở đây là cái thiết lập mặc định khi chúng ta click chọn Edit in Photoshop. Thì mặc định nó là tip này, mặc thì mình cứ để lại tip thôi. Cái Color Space này, mặc định nó là Pro Photo RGB và 16 bit. Cái này là 240 này. Thì đây là cái thiết lập mặc định ha. Nhưng mà cái bây giờ chúng ta sẽ chỉnh lại, bởi vì cái Pro Photo á, thì hiện nay chưa có cái màn hình nào hỗ trợ được tới Pro Photo. Cho nên là khi chúng ta để nguyên như vậy, chúng ta xuất sang Photoshop á, chúng ta xuất ra, ta lưu lại thành ảnh JPEG á, thì nó cũng đi theo Pro Photo luôn. Và màn hình của chúng ta hiển thị không được, cho nên nó sẽ tự động nó áp lại là sRGB. Thì sRGB, cái phần cái độ rộng màu của sRGB so với RAW photo đó nó cực kỳ nhỏ, cho nên là màu nó sẽ hiển thị không hết và khiến cho cái màu của bạn nó, cái màu nó rất là bợt 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 bợt, nó làm sao đó, nó rất là lạt màu. Thì chúng ta sẽ phải chỉnh lại cái color space này, chỉnh về sRGB RGB hoặc là Adobe RGB chẳng hạn. Như các bạn xài Mac thì các bạn sẽ chỉnh Adobe RGB. Resolution các bạn sẽ để là 300. Có nhiều bạn hỏi tại sao không để cao hơn 300. Thì ở đây là theo một cái nghiên cứu của nước ngoài ha, thì cái resolution trên 300, trên 300 dpi á, thì mắt người sẽ không phân biệt được. Nghĩa là nếu mà nhỏ hơn 300, từ 72, từ 1 tới 300 á, thì chúng ta thay đổi lên xuống thì chúng ta có thể phát hiện ra là ở nó có cái góc cạnh, rồi cái mật độ điểm ảnh nó không có nhiều bằng cái thứ. Thì nếu chúng ta cao hơn 300 á, thì một cái mật độ điểm ảnh, nó một cái pixel trên một inch á, nó quá nhiều đi thì mắt mình không phân biệt được. Thì nếu mà trên 300 á, thì ví dụ như là 301 hay là 600, 700 thì nó cũng như nhau thôi. Cho nên là chúng ta sẽ cứ để cao nhất có thể là 300. Rồi, ok ha. Tạm thời mình để như vậy. Các bạn nào có thể chỉnh lại thành sRGB tùy. Rồi. Ở đây phân biệt đi như cái, bây giờ mình cứ để lại mặc định nè. Ví dụ như các bạn chưa chỉnh gì hết ha. Ví dụ như chưa chỉnh gì hết thì nó là RAW photo này. Ta sẽ bấm vào Edit, Edit in Photoshop CC. Nó sẽ bật Photoshop lên. Chờ tí xíu nha, mình quên chưa khởi động cái đấy trước. Rồi. Rồi, đây là cái hình của mình. Sau khi đã bấm Edit in Photoshop và để thay đổi cái thông số trong Photoshop, cái thông số màu á,
Thì chúng ta sẽ vào color setting trước đi. Cái trong này nó sẽ mặc định cái working space, nghĩa là cái hệ màu mà chúng ta để mặc định trong trường hợp cái hình mà chúng ta bật lên nó chưa có ép cái hệ màu nào đi cùng, chưa có cái profile nào nó lưu cùng, thì nó sẽ tự động chuyển về đây. Thì nó sẽ ở đây nó có những cái như sau. Cái phần dưới này không cần phải coi ha. Cái phần dưới này nó cái profile mismatch, nghĩa là cái khi mà chúng ta bật một cái hình nào đấy nó kèm theo một cái profile, chẳng hạn như cái hình này chẳng hạn, thì mình đang là đi profile đi chung với cái hình này là profile Adobe RGB, bởi vì à không, cái này mình nãy mình chưa có set. Thì cái hình này á nó là đang là raw photo, nghĩa là cái profile này đi chung với màu này, đi chung với cái hình này là raw photo chẳng hạn. Thì khi chúng ta mở lên á thì nó không có khớp, cho nên là đối với những cái máy ảnh, những cái máy các bạn bị chậm chẳng hạn, khi các bạn zoom vào á thì nó sẽ có cái hiện tượng giật, mà giật 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 cái màu của nó sẽ hơi, cái lúc thì nhạt, cái lúc thì bình thường, cái lúc nhạt bình thường, lúc nhạt bình thường, nó cứ chớp 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 như vậy á. Nhưng mà máy mình thì tương đối, mình không có phát hiện ra. Đâu rồi, tới đâu vậy ta? Như color setting này, thì nếu như các bạn muốn là nó hỏi mình, muốn Photoshop nó hỏi mình khi nó phát hiện ra là ở cái profile nó không có trùng nhau, cái profile với lại cái working space nó không có trùng nhau, thì nó sẽ bật lên nó hỏi mình có muốn convert lại không, và mặc định là không. Nhưng chúng ta cứ tắt đi ha. Thì cái working space trong trường hợp các bạn lưu lại chỉ để lên máy, chỉ để lên màn hình coi á, đối với các bạn xài sử dụng Win hay là những cái bạn mà sử dụng những cái màn hình tương đối thấp á, thì các bạn sẽ để sRGB. Còn bạn nào sử dụng những cái màn hình cao cấp, nó có thể hỗ trợ được là nó hay quảng cáo là hỗ trợ toàn bộ giải màu RGB chẳng hạn, thì ý nó là nó sẽ hỗ trợ được Adobe RGB. Ví dụ như là những cái shape, Dell Ultra Shape chẳng hạn, Dell Ultra Shape, hoặc là những cái màu, cái màn hình của Adobe á, những cái màn hình của Apple á, thì màn hình Apple nó hỗ trợ cái Apple RGB, thì cái hệ màu này á, nó gần tương đương với Adobe RGB, cho nên chúng ta có thể quy nó gần gần giống như Adobe RGB. Thì trong trường hợp các bạn sử dụng những cái màn hình cao cấp như vậy, các bạn có thể sử dụng Adobe RGB. Nhưng đa phần chúng ta sử dụng á thì nó sẽ up lên Facebook. Mà trên Facebook thì nó để nó hỗ trợ, nó tối ưu, nó không tối ưu cho cái việc up hình, cho nên là nó sẽ nén toàn bộ cái hình chúng ta lại. Thì lát nữa mình sẽ hướng dẫn làm sao up hình lên Facebook cho nó tốt nhất. Nhưng mà tạm thời bây giờ ta sẽ cứ để cái working space là RGB ha. Click OK. Và trong trường hợp cái như cái hình này chẳng hạn, cái profile đi theo cái hình này á, thì nó đang là raw photo, bởi vì mình vừa set up setting bên này là raw photo này, cho nên là cái profile đi theo cái hình này á nó là raw photo, tức là cái hình này, hình chính xác của nó khi chúng ta lưu lại sRGB, khi chúng ta lưu lại cái hình này á, thì nó sẽ kèm theo cái profile là RAW photo RGB. Và cái việc này làm cho màn hình của ta hiển thị không tới, nó sẽ bị xám, và khi chúng ta up lên Facebook á, nó convert lại nó cũng bị giả màu luôn. Cho nên là bây giờ chúng ta sẽ phải convert ngay trên máy của chúng ta. Có hai cách. Chúng ta sẽ vào edit nè. Nó có hai cái, một cái là assign profile và convert to profile. Các bạn click assign profile. Thì cái khác biệt hai cái này á, một cái là assign profile nghĩa là chỉ định cho cái hình này chuyển qua cái nào đấy, còn cái convert nó chuyển ngay lập tức. Cái hai này nó gần gần như nhau, nói vậy nó gần gần như nhau, nhưng mà có cái khác biệt là cái assign này khi chúng ta đang làm hình chẳng hạn, nó có những cái layer, rồi có những cái đủ các thứ trong này hết, nó có nhiều layer như thế này chẳng hạn. Khi chúng ta bấm assign á thì nó sẽ chuyển qua mà không làm, chúng ta sẽ chuyển lại thành RGB ha. Cái profile đang gốc của nó là profile này, để chuyển lại sRGB thì nó sẽ hiện lên cái màu thực tế của nó như thế này. Thì tới đây chúng ta phải cân chỉnh lại sao cho nó đẹp lại, và được cái này á là nó không có bị mất cái những cái layer này. Còn với cái này sẽ Ctrl Z lại ha.
Còn với cái convertible file này thì nó sẽ tự động nó chuyển lại cái suộc này đang là raw photo và mình muốn nó chuyển lại thành cái nào đấy, ví dụ như sRGB đi, thì nó sẽ tự động nó chuyển lại cái màu này cho chúng ta đúng chính xác giống như là cái màu trước, nhưng chỉ cái những cái layer chúng ta sẽ bị mất hết, nó sẽ gom lại. Cho nên là nếu chúng ta muốn convert á thì chúng ta sẽ phải làm đó là bước sau cùng hoặc là bước đầu tiên, ta phải convert ngay như vậy. Còn nếu mà đang lưng chừng như bạn nhớ ra và bấm convert một phát là mất hết layer luôn rồi ha. Thì đó là cái lưu ý, tức là bây giờ chúng ta từ đầu tới cuối chúng ta phải chỉnh, sẽ phải chỉnh lại là sRGB hết ở trong Lightroom này. Mặc định các bạn muốn up lên Facebook chẳng hạn, các sẽ phải chỉnh là sRGB hết để sRGB ha. Rồi bên Photoshop cũng tương tự, mình sẽ phải để cho nó là sRGB ha. Rồi rồi sẽ bật lên. Nó sẽ bật lên ha. Và ý là khi mà chúng ta bật cái hình nào đấy, nếu mà màu nó không có đúng là sRGB á thì nó sẽ tự động nó chuyển, nó sẽ hỏi mình có muốn chuyển hay không, thì lúc đấy bấm chuyển luôn. Rồi đó là cái đảm bảo trên máy này trước ha. Còn về cái phần mềm xem ảnh trên máy tính chẳng hạn, phần mềm xem ảnh trên máy tính thì có những cái phần mềm nó hơi kỳ lạ, nó là như là cái Picasa của Google chẳng hạn. Thì cái thằng này, những cái thằng này mình cũng không hiểu là nó sử dụng theo cái phương pháp nào, nhưng mà thường cái Picasa nó cho cái màu rất là kỳ cục, đôi lúc màu lên rất là kỳ cục, cho nên là thường mình chỉ cần sử dụng cái review, cái chương trình review có sẵn của Windows thôi là được rồi. Để thôi ha. Rồi sau khi đã lưu xong thì bây giờ cái bước tiếp theo mà đa phần các bạn sẽ làm là up hình lên Facebook. Và có rất là nhiều câu hỏi làm sao để up hình lên Facebook cho nó tốt nhất, thì mình sẽ chỉ cho các bạn chỗ nào để tìm câu trả lời, đó là vào trong cái phần trợ giúp của Photoshop ha. Cái này thì anh Mark Zuckerberg anh có hướng dẫn cho chúng ta rồi, nhưng mà nhiều bạn không để ý, ví dụ như là gọi là gì nhỉ, chia sẻ ảnh chất lượng cao. Ây chà, chờ mình tí. Chất lượng cao rồi à, nó sẽ có này, làm cách nào để đảm bảo ảnh của tôi hiển thị chất lượng cao nhất có thể, click vào và đây sẽ là cái mà anh Zuckerberg hướng dẫn cho chúng ta làm sao để up lên hình nó ngon nhất có thể. Đó là đây, chúng tôi tự động đảm nhiệm là các thứ tự đọc đi, và cái này cái chính xác đây này, cái ảnh thường nó khi chúng ta up lên để cao nhất là 2048, tức là kích thước đừng để 2048 thôi nha. Còn cái này đây, cái này lưu ảnh ở dạng JPEG với cấu hình màu sRGB rồi. Thôi qua đây ha. Thì Facebook nói mình là phải làm như vậy. Thì sau khi là up hình lên á, khi ta export ra chẳng hạn, bấm chuột phải ha, export ha, export này. Thì tới đây chúng ta sẽ làm như thế này. Cái color space á, mặc định hình như nó cũng để raw photo thì phải. Cái color space chúng ta sẽ chỉnh là sRGB, JPEG, quality lúc đầu như nó để là 60 mấy á, là kéo lên toàn bộ luôn. Resolution 300. Và cái resize này, anh nói mình là phải chuyển về 1024, thì chúng ta sẽ để long edge. Cái long edge này nghĩa là cái chiều dài nhất ạ. Ví dụ như là chúng ta để dọc hay là để ngang gì thì nó sẽ tìm cái chiều dài nhất để nó resize cái chiều đó thành 1024, còn cái chiều kia nó sẽ đi theo tương ứng luôn. Mình đây là 2048 chứ đúng không? 2048. Ây da, 2048 cách rồi. Ok. À, như vậy chúng ta cứ export ra và up lên Facebook thôi. Rồi, nói tóm lại là để ảnh chất lượng cao nhất có thể thì chúng ta sẽ phải sử dụng nó ở sRGB trong đa số trường hợp. Nhớ nha, sRGB. Còn các bạn nào sử dụng để xem trên máy của mình thôi á thì các bạn cứ để RGB. Với những bạn có cái màn hình cao cấp á, còn những bạn bình thường
sử dụng màn hình bình thường như màn hình laptop chẳng hạn, chúng ta cũng laptop Win hay là Dell các thứ thì chúng ta cũng có thể để là sRGB thôi, không nâng lên Adobe RGB làm gì hết. Rồi ha. À mà còn một cái lưu ý nữa là khi chúng ta chụp hình á, trên cái setup trên máy tính, trên cái máy chụp hình của các bạn nó cũng có phần color space á, các bạn nhớ để nó là sRGB nha, đừng để Adobe RGB. Cứ để sRGB mặc định như bình thường. Bởi vì khi các bạn chụp JPEG thì thường là nó sẽ khi bạn chụp sự kiện chẳng hạn, các bạn để sRGB, chụp JPEG không thôi á thì nó sẽ tự động là áp cái màu đó vào. Thế chúng ta để Adobe RGB mà chúng ta lỡ phải gửi hình cho khách hàng ngay á, nhiều khi người ta coi hình người ta thấy cái hình của mình nó không có được sặc sỡ, không được màu màu mè, nó hơi kỳ cục thì mất công người ta phản nàn. Do cái lỗi của mình khi set máy. Để rồi ha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem cái tốt này và chúc các bạn có những cái bức ảnh đẹp nhất có thể. Xin cảm ơn.